Kelenteng Hun Liontien yang terletak di Perumahan Geria Cahaya Intan, Jalan Talang Anyar, KM7 diresmikan penggunaannya Minggu 27 Juni 2021. Hadir dalam peresmian tersebut, Ketua Matakin Sumsel Saki Mananda Budi Setiawan Homandala. Karena masih dalam pandemi COVID, tidak ada perayaan, hanya melakukan ritual sembahyang. Dalam melakukan ritual sembahyang juga diwajibkan memakai masker dan menjaga jarak. Ritual sembahyang diawali dengan cengkin dan alu pada Sabtu 28 Juni sekitar pukul 11 malam. Dan sembahyang kokun Minggu 27 Juni pukul 13. Teng Hun Liontien sendiri, dewa utamanya adalah Dewi Mazu. Oke, ini kita ini hari ini masuk kelenteng ya? Iya. Kelenteng masuk ya? Iya, Maco pindah kelenteng baru. Oh, sebelumnya di? Di situ, ya? Iya, di pondok. Baru, di pondok. Pondok. Oh, pondok itu? Iya. Oh, jadi hari ini? Pindah dewa ya? Iya, pindah gedung baru. Ya. Gedung baru ya? Sebelumnya? Rangkaian acaranya apa ya? Lihat ada bara api. Iya, ada penyemprangan api. Penyemprangan api. Semalam ya? Semalam. Sebelum arcanya masuk ke dalam kelenteng baru. Oh, penyemprangan api ya. Jadi api sudah selesai baru masuk ke kelenteng. Kongconya baru masuk ke dalam. Iya. Ke dalam. Terus kok rangkaian hari ini apa? Tadi pagi cok siu ya. Iya. Cok siu tadi pagi, setelah itu ini mau kokun. Kokun. Iya. Pagi cutling enggak ada. Enggak. Bukan ulang tahun, Pak. Siu-siu sama kok ini, ya. Iya. Oke, kelenteng apa namanya, Pak? Hun Liontien. Dewa utamanya Mazu tadi ya? Iya. Dewi utamanya Dewi Maco. Maco. Ken Sang Semu. Sama yang kayak di Kandus gue. Iya. Oke, guys.
lam hian yi pe le yi wan yi wa pe zi bu yong gong hun wen so tai ke xi ge ke wu lam zi wu gang ho chi gong ni pe u wa wa wen yin dian shi hong ge bu hong ga zhe tian xi wo zhi gong ka bu bu an ken su le a ron a ron ya ho han tan chi ni so du quán ô chim xiêm so hàn xiêm hòn có kiêm tán điện chim so điện xuân ú ú suy cái hì đi à hiền hồn nhân tiền trong để tư xiêm xiêm chiêu hòn tỏ tiếng viên so thế thì cha gặp điện trong tiền trong tiền hồn nhân tiền cho lọc xiêm ô lòng hòn tiền đi hiểu trên trần kiêu ngức thế là tập bôi kiện đồng sư chỉ với rằng quân điện tiền thần chất kiên nhẫn chưa tập quân vũ sư hồn tiến khó lọc quân tròn sư tiền kiên trì bị hiểu trọng trọng nhau thứ và trong tiền quý hóm hạp hô tiền an con ca muốn thể kiện nên chưa an em tiền tài chứ điện phụ vì không có ai xem đi hiểu hòn sư gia bắt tay cam giác sự nì họ có hòn đen đọc thơ ngon sự tiết kiệm chăm sóc cảnh phục trong hoa thành giao chân tiến so đi trên theo hồng trường đèn trường sinh liêu bỏ hà tiếng chiến chiếm suy to sư bỏ hà tiếng chiến đèn lên sổ để bỏ hà tiếng chiến sổ lưu trên vương bỏ hà tiếng chiến quan chiến để bỏ hà tiếng chiến quan niệm có hà tiếng chiến để yêu hiểu nhiều bỏ hà tiếng chiến cấm thiên tại đề bỏ hà tiếng chiến máu tỏa lắm hà tiếng chiến vô chân tại đề hà tiếng chiến quê tiên sinh vốn bỏ hà tiếng chiến tiền đo bằng sợi bỏ hà tiếng chiến dù xe bằng sợi bỏ hà tiếng chiến ngói hạt quân tiên bỏ hà tiếng chỉ tiếng chỉ hoa qua hàn quân con thấy cho bằng giỏi muốn thay rồi trên thiếu niên bỏ người đến theo sợ trong ai xoắn thọ so một đinh quan chi hòa đồng riêng an ý vụ xưa cảm bằng chứng bị yêu thế